Long xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Hôm nay anh em mình cùng chia sẻ với nhau một cái đề tài mà nghe có vẻ rất là vô lý, nghe có vẻ rất là kỳ lạ đúng không? Có vẻ không hợp lý lắm. Có nghĩa là đề tài hôm nay thì Long muốn chia sẻ với mọi người đó là tại sao chủ quán không dám đổi cà phê tốt để mà sử dụng trong quán. Câu hỏi nghe có vẻ bất hợp lý, đúng không? Trước mặt Long là những cái khay cà phê, những cái hạt cà phê rất đơn giản bình thường thôi. Thì Long muốn chia sẻ với các bạn, tại cái này cũng đã qua cái sự trải nghiệm khi tiếp xúc với những người chủ quán họ bán cà phê. Có những bạn bán cà phê 3 năm, 4 năm nhưng không dám cho mình cái cơ hội, không dám cho khách hàng mình cái cơ hội để đổi những cái hạt cà phê mới hơn, tốt hơn, chất lượng hơn, giá thành hợp lý hơn. Đó là một cái sự hết sức là vô lý, phải không các bạn? Đó. Rồi, bắt đầu quay lại với cái câu chuyện này thì hình dung là một người chủ quán thì các bạn mong muốn cái điều gì? Theo các bạn, chắc chắn một người chủ quán mong muốn những cái điều hết sức đơn giản: đông khách, doanh thu cao, chi phí thấp, và tóm lại trong tất cả ngoài rồi nhân viên thân thiện, rồi mọi người yêu mến, vân vân vân, thì tóm lại hết trong tất cả lợi nhuận cao, lợi nhuận nhiều, cái túi rủng rỉnh, có tiền nhiều. Và đó là cái mục tiêu chính của phần lớn những cái người, những cái bạn, những cái người, những cái chủ của những cái quán cà phê, đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Mở ra kinh doanh, cái điều cần thiết nhất là như vậy thôi. Ngoài ra, ví dụ những người kỳ vọng cao hơn thì cần phát triển cái thương hiệu, nhân rộng lên, mở rộng nhiều quán. Nhưng ở đây nói gọi tóm lại một cái người chủ quán. Tuy nhiên có một điều là thông thường những người chủ quán họ rất là ngại, ngại thay đổi, đặc biệt là ngại thay đổi cái cà phê. Tại vì sao vậy các bạn? Tại vì sao? Theo các bạn tại vì sao? Có thể có những nhà rang, có những công ty họ đến họ chào cái gói cà phê chất lượng tốt hơn, giá mềm hơn, hậu mãi tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, dường như tất cả mọi thứ đều tốt hơn và giá thành có thể bằng hoặc nhỉnh hơn chút xíu. Mình không nói là thấp hơn, đó, mình chỉ nói khía cạnh vậy thôi. Nhưng chủ quán nó không dám đổi những cà phê này. Tại vì sao? Tại vì họ lo sợ rằng khách hàng, những người đã quen với cái gu cà phê này rồi, ví dụ cà phê pha máy, cà phê pha phi, họ đã quen cái gu đó rồi, họ đã quen cái loại bột cà phê đó, họ uống hàng ngày, họ cảm nhận, họ quen thân thuộc cái mùi vị đó. Và người chủ quán rất là lo sợ rằng một khi mình thay đổi một chút, mình thay đổi cái loại cà phê này, thì lúc đó khách hàng sẽ không hài lòng, khách hàng sẽ cảm thấy cái gu của mình bị mất, khách hàng sẽ cảm thấy cái hương vị quen thuộc bị mất, và khách hàng khả năng cao khách hàng sẽ chuyển qua một cái quán khác. Và như vậy đồng nghĩa với việc mất khách là mất doanh thu, đồng nghĩa với việc là không có lợi nhuận đó. Và chính vì như vậy, cái người chủ quán sẽ luôn bám víu lấy, nhiều khi trong vô vọng các bạn, một cái công ty, một cái xưởng rang nào đó, bám víu một cách rất là khẩn thiết, mặc dù tiền trao cháo mốt, mặc dù bán cà phê trả tiền. Và họ bám víu tại vì sao? Họ hoàn toàn tin tưởng vào cái chất, cái lượng, cái hương, cái vị. Nhiều khi có rất là nhiều những cái không có hài lòng, nhưng nhiều khi họ cũng đành phải bỏ qua thôi, bởi vì họ không còn cái cách nào khác. Đó, ví dụ bữa thì cà phê khách có thể cà phê khét quá, cà phê cháy quá, bữa thì cà phê chua quá, bữa thì cà phê xay mịn quá, pha vô phi nó không chảy, hoặc bữa cà phê xay lớn quá. Và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt với những cái hàng nông sản như thế này.
Rồi nó có rất là nhiều cái biến, từ cái hàng nông sản qua tới cái nhà rang xay. Rồi người rang xay là gì? Là những cái người công nhân họ thao tác hàng ngày, tuy nhiên đâu có phải họ họ đâu phải là cái máy, và họ hoạt động một cách nó coi như là nó ổn định suốt trong khoảng thời gian họ sản xuất thôi. Và chính vì thế, hoặc là ví dụ xay cũng vậy, cái máy bữa nay thế này bữa sau nó thấy khác, sau thời gian xay lưỡi nó mòn nếu mà không để ý nữa đó. Nếu không có cái bộ phận mà kiểm tra thường xuyên và kỹ, nhưng mà thông thường những cái xưởng rang hoặc gì thì có rất là nhiều tiêu chuẩn bị bỏ ngỏ đó. Và chính vì vậy không có sự sâu sát của những người chủ xưởng, hoặc không có sự sâu sát của cái đội kiểm soát, thì chắc chắn một điều đó là cái chất lượng mọi thứ nó sẽ biến đổi, nó sẽ biến thiên, nó sẽ dao động và có xu hướng là dao động theo cái chiều hướng đi xuống, chứ không phải là dao động theo chiều hướng đi lên thì quá tốt đó. Và chính vì cái lẽ đó, và nhiều khi gặp những cái sự bực mình, nhưng những cái người chủ quán cũng không thể nào mà nói cái gì được đó. Ví dụ giao hàng trễ, đặt hàng rồi mà mãi mà chưa có giao hàng, hoặc giao hàng rất là cũ, hàng không có được tươi, hàng không có được mới. Và chính vì những cái điều đó kéo tới là chất lượng cà phê giảm xuống, khách hàng không hài lòng, nhưng cái người chủ quán đó cảm thấy là khó khăn hơn nữa là không có dám thay đổi, bây giờ cũng không có dám tìm mua những cái mẫu mới về thử, cũng không có dám trải nghiệm thách thức thay đổi để mà chi, để mà mang lại những cái điều tốt hơn nữa cho chính mình và cho cái khách của mình đó. Và chính vì vậy, chính vì cái điều đó mà làm cho cái quán đó mãi một cái hương vị cà đó, một cái kiểu kiểu đó, đó. Và rất là mặc dù bây giờ trên thị trường cà phê ngon, cà phê chất lượng tốt, được sơ chế tốt của những cái anh em rang mà có tay nghề, có kiến thức, nhưng vô tình vô hình dung là những người chủ quán đó đã từ chối bỏ tất cả những cái sản phẩm tốt, giá thành hợp lý và cái dịch vụ tốt, để gì? Để mang tất cả những cái đó cho trao cho khách hàng, chỉ vì một chữ đó là người chủ đó rất là ngại, người chủ rất là sợ, người chủ đó không dám thay đổi bởi vì sợ rằng khách hàng sẽ phản ứng và khách hàng sẽ không quay lại, sẽ bỏ đi. Và đó chính là một điều khá thiệt thòi cho đầu tiên những người thưởng thức đó là những người khách hàng, những người hưởng lợi nữa đó là chính là những người chủ quán. Một khi có hàng tốt, có giá mềm và chất lượng rất tốt và sự ổn định, thì tại sao không có dám có sự thay đổi? Tuy nhiên muốn làm được cái điều đó, muốn nhận diện được cái điều đó, thì người chủ quán phải là cái người am hiểu cà phê một chút xíu, am hiểu về chất lượng cà phê, am hiểu về sự sơ chế, am hiểu về chiết xuất, bốn cái một chút như vậy, thì người chủ quán đó mình mới tự tin mình nhận diện được những cái loại cà phê tốt, nhận diện những điều tốt về chất lượng cà phê, để mà chi, để mà mình có thể mang lại những cái điều tốt nhất cho khách hàng. Và khi khách hàng cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng, thì có nghĩa là lúc đó cái quán của mình sẽ có doanh thu và hiển nhiên là sẽ có lợi nhuận. Câu chuyện này thực ra không có gì là mới, nhưng Long cũng muốn chia sẻ với mọi người, để mọi người nhất là những cái bạn chủ quán thì hãy mạnh dạn, hãy ráng tìm hiểu, hãy mạnh dạn để chi, để mình chọn được những cái nhà cung cấp tốt nhất, để chi, để mình hiểu được cà phê, để mình chọn lựa được những cái hạt cà phê tốt nhất, pha được những cái phin cà phê ngon nhất, hoặc pha được những cái tát espresso ngon nhất, để mang lại cho khách hàng, những người tiêu dùng, những cái người yêu quý mình, những cái tách cà phê ngon nhất. Và từ đó mình không lo gì hết, doanh thu nó sẽ đến, lợi nhuận nó sẽ đến đó. Mặc dù trong cái tình hình hiện nay cũng đang khó khăn, nhưng nếu mình làm đúng, mình dám thực hiện những cái điều đó, thì chắc chắn là mình sẽ đạt được những cái điều mà mình mong đợi. Rồi, chúc các bạn một ngày mới thật tuyệt vời ha.
và nhắn nhủ với những người chủ quán, hãy thay đổi, hãy thử trải nghiệm, các bạn sẽ chọn được những cái điều tốt nhất, tuyệt vời nhé, nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. We'll be right back.